Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Nhà, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, em đầu máy 12 con. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cá tai cơm. Hình thức mua bán thì riêng máy phát cỏ này, mặt hàng máy phát cỏ em không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và bên cửa hàng đã không lấy cọc và được quyền kiểm tra, được quyền test nổ. Nên các bác không phải lăn tăn về vấn đề hàng kém chất lượng hay là hàng tàu, hàng nhái nha. Các bác về kiểm tra thoải mái. Các bác nào mà quen với lại đội shipper ấy ạ, đó, các bác có thể phát thử cũng được. Đó, và khi mà các bác ấy, có một số địa phương ấy ạ, nhân viên giao hàng không cho các bác nổ thử ấy ạ, các bác cứ gọi lại cho cửa hàng nha, cửa hàng sẽ yêu cầu shipper cho khách hàng nổ thử. Và hôm nay ngày chủ nhật thì thợ nhà em nó nghỉ nhiều quá, tối hôm qua nó ứng tiền mà nó hôm nay nó đi không đi làm mà nó tiền nó tiêu chưa hết, nó không đi làm. Hôm nay chỉ có 12 con thôi. Vâng, nhiều bác bảo mấy con ngoe ngoe, có 12 con ngoe ngoe thôi nha các bác. Đến từ những thương hiệu như Honda, Mitsubishi TL33, Ecuquiz, Kawasaki, Mitsubishi, Maruyama nha. Tuy 12 con thôi nhưng mà hôm nay có mặt rất nhiều thương hiệu nha các bác. Vậy em sẽ điểm sơ từng con một cho bác coi trước. Đó, bác nào chốt con nào chọn con nào nhé, tời đi tời lại đúng con đó cho đỡ mất thời gian. Đó, chắc chắn chốt thì liên hệ qua hai số Zalo em vừa nói trên đó để đặt hàng nha. Và trước khi gửi hàng cho các bác ấy, em sẽ chụp hình ảnh cho các bác coi một lần nữa. Đó, chụp hình ảnh thôi nha các bác. Đó, tại vì có một số bác ấy cứ bắt em phải quay lại. Nói thật với các bác này không có thời gian quay lại nha. Sẽ chụp hình ảnh cho các bác một lần nữa. Và hôm nay có Honda GX22 nha. Vâng, bác nào mua Honda 25 ấy thì chờ 1-2 hôm nữa nha. Honda GX22 có duy nhất một con 4 thì ngày hôm nay thôi ạ. Và Mitsubishi TL33, một con Ecuquiz xuất sắc, không có điểm chê ạ. TL26 thì ngày nào cũng có rồi, Mitsubishi TL26. Và hôm nay góp mặt bởi em Kawasaki TZ27 nha. TL261, vâng, một con Mitsubishi TL231 trục giật trợ lực lia tay đỏ, không có điểm chê ạ. Maruyama 23cc, con này 231. Maruyama 23cc, vâng, hai con này đẹp xuất sắc nha các bác. Nhỏ nhỏ hơn tí, 24cc của Maruyama, 22cc của Maruyama và một con Makita Cox nha các bác. Đó, hai thằng này này thiết kế rất nhỏ gọn nhẹ nhàng nha. Hai thằng này tuy 23 nhưng mà 23 nó sắc, nó to hơn hai thằng, nó to hơn cả thằng 24 này. Đó nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, mình nhấn nút bơm xăng tùy theo từng cái le. Ví dụ như con này le tao đỏ tự động này, các bác chỉ cần bấm vào. Đó, khi nào nổ gạt lên tự khác là nó nhả ra nha. Đó là gọi là le đỏ tự động. Những con BT phải này, một là ở dưới này thì các bác nhấc lên, ở trên đầu này cũng vậy, các bác nhấc lên, khi nào nổ thả xuống. Những con BT trái này thì ngầm ngược lại nha. Đó, tay trái thì bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Rồi bắt đầu nổ. Chữ M nha các bác lưu ý, lô chữ M ngày mùng 3 tháng 7 nha. Và M1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Makita, một em Makita công suất cỡ nhỏ 20cc, lòng của nó là 31 ly ạ. Con này lòng 31 ly, nó có trục giật trợ lực bằng lò xo, chế bơm xăng tự động nha, le đỏ tự động. Đó, nhỏ nhắn xinh xắn, đó, nhỏ mà có vỏ, tay ga giữ đầu bò lên cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.150.000 đồng cho con số M1 ngày hôm nay nha. Đó, các bác nào thích nhỏ, nhẹ, gọn gàng, làm công việc gia đình, các bác có thể chọn con số M1, M2, M3 ngày hôm nay nha. Vâng, M2, một con đến từ thương hiệu Maruyama. Nó có tên riêng là con chữ Kubota này. Kubota là một thương hiệu sản xuất máy cây. Ông ấy đá sang cái mang hàng máy phát cỏ này. Đó là nhà phân phối thôi ạ. Và riêng dân thợ nhìn phát biết ngay là con này con Maruyama nha. Một con đến từ thương hiệu Maruyama, 22cc lòng 31 ly, có trục giật trợ lực. Vâng, thiết kế rất nhỏ gọn nhẹ nhàng nha. 22cc lòng 31 ly, chế Guamoro,
chế một kim chế rim tum niên tay ga giữ, và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.300.000 đồng. Và con này cũng rất nhỏ gọn nhẹ nhàng nha, đó cực kỳ nhỏ gọn nhẹ nhàng, đẹp xuất sắc. Vâng, giá của em này sẽ là 1.300.000 đồng cho con số M2 ạ. Thiết kế nhỏ nhẹ gọn gàng và tua của những cái đời này cũng rất nhanh nha các bác. Đó, các bác có thể nghe tiếng máy của nó vút. Đó, nhẹ nhàng, gọn gàng, tiết kiệm xăng. 1.300.000 đồng M2 ạ. M3 cũng vậy ạ. Maruyama MB242400. Mất một cái số 4 thôi ạ. Cũng có phiên bản, cũng có trục giật trợ lực nha. Chế Wamro, chế một kim tum niên, tay ga giữ. Đây MB đây, nó là MB2460 nha. Vâng, 24cc, lòng 32 ly. Vâng, phiên bản này cũng thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng. Nó nhỏ gọn nhẹ nhàng hơn con 23cc cũng cùng với hãng của nó Maruyama mà ấy ạ. Những cái phiên bản đời này thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng. Đó, mà tua của nó cũng rất nhanh nha. Đó, rất đẹp. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.450.000 đồng. M3 ngày hôm nay nha, Maruyama 24cc, lòng 32 ly ạ. Con M2 M3 tua của nó rất nhanh nha các bác. Vâng, M3 1.450.000 đồng, giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo. Vâng, bác nào chưa thích con nào này, chưa chốt được hoặc chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày nha, hầu như ngày nào cũng phát sóng hết đấy ạ. Đâu đâu nhà có công có việc gì mới không phát sóng thôi. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số M4, một con Maruyama nha. Maruyama MBC235, gần 24cc đấy ạ. 23cc, lòng 32 ly. Và con này thì đẹp xuất sắc nha các bác. Đỏ chót, không có một điểm gì chê hết, riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Con này có trục giật trợ lực bằng cót nhỏ nha. Chế Wamro, chế 2 kim. Đó, rất đẹp nha các bác. Tum niên, tay ga giữ. Cái công tắc trên tay này thì bị hỏng rồi, em làm công tắc ở đây nha. Đó, công tắc bấm ở đây. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và giá của em này, hôm nay nó đẹp như thế này, em sẽ bán nhỉnh hơn một chút nha. 1.600.000 đồng, M4 ngày hôm nay, một con Maruyama, không có điểm gì chê đâu ạ. Vâng, M4 1.600.000 đồng. M5 cũng vậy, cũng 1.600.000 đồng. Đây là một phiên bản khác của hãng Maruyama nha. Nó có tên riêng đây này. Đó, Katokosin. Đó, và nếu mà để mà dân thợ ấy nhìn cái logo này các bác này. Đó, cái logo của Maruyama nha, nó có cái hình ở trên kìa. Made in Japan. Cái logo đó là nhìn là biết là Maruyama nha. Mitsubishi ấy thì nó cũng có logo riêng. Còn như ở Echocurit ạ, nó có ba hình tam giác. Đó, mỗi hãng nó có một cái logo riêng nha. Các bác nhìn cái logo đấy là không cần thiết ông nào phân phối là các bác biết được đó là hàng của hãng nào sản xuất nha. Vâng, với phiên bản này thì có trục giật trợ lực bằng cót nhỏ nha. Chế Wamro. Cái phiên bản là đời gần như là đời cao nhất của dòng Maruyama đấy ạ. Cái chế của nó có cái kim chỉnh ở đây này. Nó nhỏ, nó tụt vào trong nha. Đó, đa phần hình thợ cũng chỉnh chuẩn rồi các bác, không mấy khi phải rời tới nó đâu ạ. Vâng, rất đẹp nha. Đây là một con Maru 23cc sắc lớn nha. Nó là Maruyama 231 đấy ạ. Và những con đời cao của Maruyama, tay ga hộp xịn sò nha. Đó. Nước này là bốc 8 phần ga này. Thích hết ga bóp vào đây này. Đó, có tăng chỉnh ga đây nha. Công tác luôn nhân tay. Đó, các bác có thể xem Maruyama MB3231 23cc, lòng 32 ly. Và với thương hiệu này em cũng sẽ bán giá là 1.600.000 đồng. M5 ngày hôm nay nha. Đẹp xuất sắc đấy ạ.
Còn cái trục giật trợ lực này, lúc nó nổ rồi ấy, các bác cứ làm sao kéo lên được là nó nổ rồi ạ. Ý là kéo nhẹ nhàng lên là nó nổ rồi ạ. Nó tự đẩy cho mình nha, cứ kéo cái dây giật tự nó đẩy cho mình. Và nó gọi là cót đẩy đấy ạ. Vâng, M5 1.600.000 đồng. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số M6. Các bác thích hàng một hàng hệ cao cấp hơn một chút, phân khúc 23cc lòng 32 ly, thì các bác chọn M6 nha. Vâng, con này thì rin nguyên bản hết cho các bác. Độ đẹp của nó thì cũng thuộc hệ xuất sắc. Và hôm nay tuy có 12 con thôi nhưng mà hầu như mấy ông thợ như hôm nay nó toàn ông chọn con đẹp ông làm thôi. Và cũng có một số bác ấy ạ, cứ quay trên video chán rồi, các bác cứ phải bỏ giới thiệu cho tôi những con nọ con kia. Vâng, các bác xem chọn trên video giúp em nha. Đó, cứ không có điểm chê ạ. Phiên bản Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly, phiên bản trung giật trợ lực, chế le tai đỏ, chế 2 kim, tum rời tum nhôm, ốc 7 màu luôn ạ. Xuất sắc. Tay ga giữ công tác luôn trên tay. Đầu gò chắn cỏ lên. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.950.000 đồng. M6 ngày hôm nay nha. Cũng không có điểm chê đâu ạ. Tum nhôm, trục giật trợ lực, le tai đỏ. Rất nhiều bác những thương thích những cái thương hiệu như vậy nha. 1.950.000 đồng M6 ạ. Vâng, vít vẫn là Mitsubishi. Các bác thích nhỉnh hơn công suất thì các bác chọn M7 Mitsubishi TL261 phiên bản 261 thường nha. Thường là cái phiên bản đầu đấy ạ, là nó không trục giật trợ lực, chế Guamaro 2 kim, tum rời tum nhôm. Đó, rin nguyên bản hết cho các bác nha. Tay ga giữ công tác luôn trên tay này. Đầu bò rin 2.500.000 đồng M7 ngày hôm nay nha các bác. Một con Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. M7 2.500.000 đồng. Vâng, ở cái phân khúc 27cc lòng 34 ly, các bác muốn mua một con vừa túi tiền mà xài rất ok, các bác chọn M8 nha. Với đến từ thương hiệu Kawasaki. Đó, TZ27 nha, đẹp xuất sắc đấy ạ. Trục giật trợ lực, chế bơm xăng tự động, ne đỏ tự động nha. Rin nguyên bản hết cho các bác. Chân đá cùng màu luôn, đầu bò rim. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng cho con số M8 nha. Đến thương hiệu Kawasaki TZ27 27cc lòng 34 ly phiên bản trục giật trợ lực nha. Luxury của nó ở trong này nha các bác. Đó, các bác có mở thêm đấy này. TZ27. Vâng, M8 1.700.000 đồng. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số M9 Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly. Vâng, con này thì rin nguyên bản hết cho các bác nha. Đẹp của nó thì xuất sắc rồi. Tum rời tum nhôm, cái tum hơi sức 1 tỷ di sơn thôi nha. Rin nguyên bản hết cho các bác con này. Tay cùm, tay ga giữ, chắn cỏ đầu bò rin. Với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.300.000 đồng M9 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, M9 2.300.000 đồng.
Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số M10 ngày hôm nay. Một con đến từ thương hiệu Echocurit nha, phiên bản Echocurit 310. Vâng, đẹp xuất sắc nha các bác. Không có một điểm gì chê hết, zin nguyên bản hết cho các bác. Made in Japan, dập nốc máy. Đó, xuất sắc nha. Con này đang sử dụng chế bơm xăng tự động, núm bơm to, chế quả ga, ga đứng nha. Tum niền, tum nhôm. Tay ga giữ công tác luôn trên tay. Đầu bò chắn đá rin hết cho các bác nha. Rin toàn tập con này. Từ cái bao da nó còn nguyên, rin hết nha. Từ cái dây ga nó còn rin này. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.700.000 đồng cho thương hiệu Echocurit 310, 31cc lòng 37 ly nha. Phiên bản trục giật trợ lực. Bác nào đòi hỏi những con nào mới hơn nữa thì chắc không có đâu ạ. Con này nó hàng bãi và nó như hàng mới rồi. Và những con phiên bản 31cc này đó, để mà theo em, cá nhân em đánh giá ấy, nó cũng phải khỏe bằng ngang tầm cỡ với con TL33 nha. Cái độ khỏe của nó ấy ạ. Đó, tại vì các bác có thể so sánh cái xác máy của con TL33 cho vào. Từ từ cho vào so sánh này. Đó, nó còn to nhỉnh hơn một chút nha các bác. Đó, các bác có thể nhìn này, con Echocurit 31cc nó còn to nhỉnh hơn TL33 một chút nha. Đó, rất khỏe. Đó, ở cái phân khúc túi tiền tầm khoảng trên 2 triệu một chút. Đó, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Vâng, M10 2.700.000 đồng ạ. Nghe tiếng công ty nhận tăng răng tăng tăng từng tiếng, rất nghe rất đã nha các bác. 2.700.000 đồng M10 ngày hôm nay ạ. Vâng, M11 Mitsubishi TL33, đây là một trong những phiên bản nói chung nó vẫn được gọi là hàng nóng bên cửa hàng em nha. Đó, Mitsubishi TL33 33cc lòng của nó là 36 ly, phiên bản chế Warmro 2 kim, tum rời tum nhôm. Đó, đẹp xuất sắc nha các bác. Với tình trạng con này thì rin nguyên bản hết, có mỗi bình xăng lớn là thay thôi, còn tất cả rin nguyên bản nha. Ống cần 26 ti 7 khía, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 3.500.000 đồng M11 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly, Made in Japan, dập nổ nha. Rồi, dập nổ. Tiền nào vài đó, nghe rất chất nha. 3.500.000 đồng M11 ạ. Và hôm nay chỉ có duy nhất một con 4 thì nha. Từ M1 cho đến M11 đều là dòng 2 thì. Hôm nay có một con 4 thì ạ. Honda GX 22 22cc lòng 34 ly nha. Vâng, để cái nhớt đây này, các bác mua 4 thì ạ. Đây, bùng nhớt riêng này, xăng riêng, nhớt đổ đây nha. Đó, và khi các bác muốn thay nhớt đấy ạ, đó, các bác để cân máy như em đây này. Đó, nó vừa bằng mép hoặc dưới cái mép một chút là ok nha. Đó, cái này là hơi ít một tí nhưng mà cũng được nha. Đó, với phiên bản này thì đang sử dụng bộ chế hòa khí chế Warmro, nó y như cái chế 2 thì ạ. Lấy cái chế Maruyama ráp vào ok. Đó, tình trạng nó thì đang là tum niên tum nhôm. Đây, các hộp xịn xo, tất cả rin nguyên bản hết cho các bác. Cần UBK 422 OHV. Đó, rất đẹp nha các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.950.000 đồng M12 ngày hôm nay nha. Một con Honda GX 22 22cc lòng 34 ly ạ.
êm như tiếng chó thở các bác ạ. Vâng, M12 1.950.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con lô máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa chốt được con nào này, chưa thích hoặc là chưa tới thời gian mua, hoặc là chưa đúng hãng mình mua, hoặc là chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vậy em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.